Chương 13. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giêsu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ của họ. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: Người kia có một cây và trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây và này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choán đất vối. Kẻ trồng nho rằng: Thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong nhà hội kia, và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giêsu vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ già hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này, quỷ Sa-tăng đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy, thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhành. Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giêsu trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Có người thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bấy giờ các người ấy sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ sẽ lại trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ đông tây nam bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Này khi ấy, có kẻ dốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là dốt. Cũng trong lúc ấy, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ này mà đi, vì vua Hê-rốt muốn giết Thầy. Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba thì đời ta sẽ xong rồi. Nhưng ngày nay, ngày mai và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, ta nói cùng các ngươi không còn thấy ta nữa, cho đến chừng nào sẽ nói rằng: Phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến.